ăn trưa nhé, để mẹ cho em nấu mình ăn trưa nhé. Không phải. Ui, thì à miếng đấy hả? Thì lấy luôn rồi. Mẹ làm cơm cuộn cho hai chị em ăn nha. Cháu thích ăn cơm cuộn không? Dạ không. Dạ không à? Thế thì mẹ làm cho Titi ăn nhá. Dạ. Mẹ làm cho con ăn rồi đó. Thế mà lúc nãy con bảo là dạ không. Titi hỏi con ăn có ngon không ấy. Bằng giọng tôi. Quần đấy mà rộng thun, quần đấy mẹ mua cho trẻ chết mà nhộng chung. Tí nhà gì ngon vậy? Con lấy dưa leo cho em ăn với kìa. Mẹ cho một cái xúc xích nữa nha. Rồi. Xem mẹ quấn có đẹp không nha. Mẹ con làm cho. Mẹ con làm cho á. Mai mốt con lớn là con làm cho mẹ nhá. Đây, một cái cơm cuộn hoàn thành. Để bỏ đây nha. Có chứ, mẹ làm nhiều cho hai chị em ăn mà. Chờ nhiều mẹ. Chờ mẹ một xíu. Nhiều lần luôn. Con lấy cho em ăn với. Con lấy trên đĩa cho em kìa. Có khi mẹ chưa làm xong mà chị em là ăn hết nhân rồi chứ nhỉ. Thế ăn hay không? Nhân hai chị em đang ăn đấy. Mẹ làm này cho Titi ăn nhá. Titi ăn không? Mẹ cho nhân cái này. Từ từ cái đấy mẹ đang làm mà. Cái đấy mẹ đang làm mà, chưa làm xong. Để tí nó làm xong mẹ ăn. Cho nhân nữa. Đây. Mẹ bỏ quả dưa leo nha. Hai chị em thích ăn dưa leo đúng không? Không thích ăn dưa leo à? Thế mà ngồi ăn dưa leo nãy giờ. Đây mẹ cho Titi này. Nhân đâu mẹ? Nhân đâu mẹ? Nhân á? Nhân đây, đây là nhân. Đúng không? Nhân nhiều. Một ít nhân cái này. Nhiều thế còn. Tròn tròn đẹp đẹp. Đây, hoàn thành hai cái rồi nha. Rồi, để mẹ cắt ra cho hai chị em ăn nhá. Mẹ quên mang dao lên đây rồi, để lấy kéo sao chị gấu ném ra đây nhờ. Không được ném con nhá. Ăn không ăn hết là phải để lại một chỗ, không được ném. Đây này, mẹ cho Titi này. Titi thích ăn cà rốt lắm. Gấu thích ăn cà rốt không? Không. Không à? Nên cho đúng đây. Cho đi ăn đâu. Mẹ lấy cái kéo cắt xấu quá. Thì mẹ lấy cái dao. À, dao đây rồi. Ăn cái này. Ok, để mẹ cắt cho nha. Cho đi ăn cái này. Đây. Cho đi ăn cái này. Nhiều lắm luôn. Con ăn cái đấy á? Dạ. Không ăn cơm cuộn này à? Con nôm chị Titi. Con nôm Titi hả? Titi vào bên nôm bắt cóc. À thế á? Sợ bắt cóc Titi à? Dạ. Làm gì có ai bắt cóc Titi? Ông nghèo bắt cóc Titi. Thế á? Thế con lấy cho em miếng đi. Dạ.
Nhiều non thế nhỉ? Đây. Mẹ. Dạ, còn một cây này nữa. Quả ngon chứ. Mẹ cắt nhiều hơn ra. Mẹ cắt nhiều ra. Đây, mẹ đang cắt nhiều đây. Ti ti hay gấu nhai mà giòn thế. Con cứ thả em ra đi, không sợ bắt cóc đâu. Bị dính. Hai chị em làm gì đấy? Chơi đùa hả? Ui, có cái miếng đuôi này mẹ cắt bị lỗi rồi. Rồi xong rồi, hoan hô, ăn thôi. Và đẹp chưa? Ôi dồi ôi, miếng này mẹ cắt bị lỗi rồi. Đây, mẹ thưởng cho Titi một miếng chưa? Mà cái gấu một miếng này. Đây, không á, Titi này. Mẹ mời hai chị em. Mẹ cắt, mời Titi. Ngon quá. Mẹ cho gấu. Ăn không? Ôi, Titi ăn gần hết rồi. Mẹ cho bút biển cho năm. Tiên gần hết rồi. Gấu ăn. Ăn đi. Con. À. Đây. Con đi đâu á? Trốn. Trốn. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây Titi ăn này, con lấy cho Titi này. Tiên dưa leo nào không? Dạ không hả? Con lấy xúc xích ăn đi. Ăn đi. Nhèm tiên ăn ngon chưa? Mẹ cho Titi cà rốt này. Ôi đừng. Con cắn nhỏ, con bẻ ra cho em.